bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tiết lộ thân thế không tầm thường của con gái nuôi vừa tròn 18 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng. Cách đây giờ trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh một bữa tiệc sinh nhật chào đón tuổi 18 hoành tráng sang trọng của cô gái anh gọi là con. Con tôi 18 tuổi vẫn mong manh và dễ khóc như ngày nào, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Cô bé này tên thân mật là bé Như, là con nuôi của Đàm Vĩnh Hưng. Facebook cá nhân của cô cũng đặt là Huỳnh Như, theo họ thật của Đàm Vĩnh Hưng. Được biết Huỳnh Như chính là con đẻ của Huỳnh Minh Hạnh, em gái ruột của Đàm Vĩnh Hưng. Chính bởi thế, từ nhỏ Đàm Vĩnh Hưng đã nhận bé Như về làm con nuôi và hết lòng yêu thương, cưng nựng. Dù rất bận rộn nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn dành thời gian cho bé Như. Anh dẫn cô bé đi du lịch cùng mình tại rất nhiều nơi trên thế giới. Hai cha con Đàm Vĩnh Hưng đeo kính đôi trong một bức ảnh chụp tại khu vực châu Âu. Một khoảnh khắc ấm áp tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng và Huỳnh Như. Huỳnh Như và Đàm Vĩnh Hưng trong buổi gặp mặt đội tuyển U23 Việt Nam. Ông Hoàng Nhật Việt vô cùng yêu thương cô con gái nuôi và cũng là cháu ruột của mình. Vì có mối quan hệ huyết thống nên nhiều người nhận xét Huỳnh Như có khá nhiều nét giống với Đàm Vĩnh Hưng. Dù có một người cha, người bác rất nổi tiếng và giàu có nhưng Huỳnh Như lại có phong cách rất giản dị. Dù đã bước sang tuổi 18, Huỳnh Như vẫn giữ phong cách trong sáng nhẹ nhàng đáng yêu, chứ không chân trổ ăn diện, cầu kỳ chạy chuốt như nhiều bạn bè cùng rằng lứa khác của mình. Dù dung mạo không quá nổi bật nhưng Huỳnh Như sở hữu nụ cười dễ thương và tươi tắn, dễ gây thiện cảm người đối diện. Ở tuổi 47, ít người biết Đàm Vĩnh Hưng còn có con trai 11 tuổi. Quý vị thính giả thân mến, ở độ tuổi 47, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chưa lập gia đình mà vẫn tập trung thời gian để phát triển sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, ít ai biết rằng suốt nhiều năm qua, ông Hoàng Nhạc Việt đã đảm đương rất tốt vai trò của một người cha với cậu con trai nuôi có tên thân mật là bé Tin. Bé Tin sinh năm 2007 tuổi Hợi và nhỏ hơn Đàm Vĩnh Hưng đúng 3 con giáp. Cậu bé có ngoại hình dễ thương này chính là con ruột của Huỳnh Minh Hạnh, em gái duy nhất của nam ca sĩ Xin Lỗi Tình Yêu. Ngay từ khi em gái mang bầu, Đàm Vĩnh Hưng đã ngỏ ý muốn nhận bé Tin làm con nuôi, chăm con từ lúc mới lọt lòng đến khi khôn lớn. Đàm Vĩnh Hưng luôn cảm thấy tự hào vì có một cậu con trai ngoan ngoãn, biết nghe lời người thân. Trong một cuộc chia sẻ về cuộc sống cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng từng tiết lộ thường xuyên tự tay tắm rửa, cắt tóc và thoải mái đưa con đi chơi, đi lui diễn cùng. Không dừng lại ở đó, anh còn khẳng định sẵn sàng chết 1000 lần để con được sung sướng, hạnh phúc, đầy đủ và tài giỏi. Năm nay bé Tin đã hơn 10 tuổi và vẫn được Đàm Vĩnh Hưng thương yêu, chiều chuộng hết lòng. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng dẫn con trai nuôi đi du lịch Vịnh Hạ Long. Khi nhìn thấy con trai tự lập, Đàm Vĩnh Hưng rất tự hào. Chia sẻ về cách giáo dục con, Đàm Vĩnh Hưng cho biết sẽ còn ném cho con vào những môi trường khác và gặp những tình huống khó khăn khác để hai đứa tự nghĩ ra cách xoay sở và xử lý. Chắc chắn là vậy. Không muốn bao bọc và khiến các con lúng túng hoặc ngớ ngẩn mỗi khi gặp chuyện gì trở ngại trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nhiều người nhận thấy bé Tin ngày nào vẫn còn được cha nuôi bế trên tay, giờ đã lớn phỏng phao dù mới hơn 10 tuổi. Con trai nuôi Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra rất vui vẻ khi được tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày bên người cha nuôi nổi tiếng. Dàn sao hùng hậu Phibis tụ họp trong sinh nhật hoành tráng như live show của Đàm Vĩnh Hưng. Thưa quý vị, tối ngày 2 tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng tổ chức tiệc đón tuổi mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tiệc sinh nhật của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra trong không khí thư vui với sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ. Đến chúc mừng sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng có rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như danh ca Hương Lan, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Dầu, Thành Lộc, Lệ Quyên, Quang Dũng, Quang Linh, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh, Trấn Thành, Harry Quân, Hương Giang Idol, Lê Hiếu Hải Triều và nhiều học trò tại các cuộc thi âm nhạc. Họ đều chọn diện trang phục đầy màu sắc đúng theo yêu cầu của chủ nhân bữa tiệc, khiến không gian trở nên rực rỡ. Dù trời có đổ mưa lớn trước giờ gờ, nhưng tất cả đều có mặt đúng giờ, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới ông Hoàng Nhạc Việt khi bước sang tuổi mới. Không gian bữa tiệc được Đàm Vĩnh Hưng chăm chút một cách tỉ mỉ. Một màn hình LED có diện tích 400m², trải dài trên sân khấu tọa độ hoành tráng và đủ tầm quan sát, thoải mái cho các khách mời dự tiệc. Đây được xem là màn hình LED khủng nhất mà các sao Việt sử dụng trong các sự kiện từ trước đến nay. Bối cảnh sân khấu trải dài lấy ý tưởng là khung cảnh của một bãi biển với cát trắng, biển xanh, những hàng dừa tạo nên không gian tươi mát, thoáng đãng. Các khách mời như được hòa mình vào thiên nhiên với những hiệu ứng sân khấu vô cùng bắt mắt. Không ngờ Đàm Vĩnh Hưng cũng bị Hoài Linh từ mặt vì lý do này.
Với kinh nghiệm và sức ảnh hưởng trong nghề, Hoài Linh từng nâng đỡ nhiều nhân tố tài năng trở thành nghệ sĩ đình đám của làng giải trí. Tuy nhiên, có những mối quan hệ tưởng như máu thịt cuối cùng tan vỡ. Cụ thể mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tiết lộ Hoài Linh đã từ mặt con nuôi Hoài Lâm. Hoài Lâm từng được Hoài Linh truyền nghề, thậm chí là nhận làm con nuôi từ năm 13 tuổi. Nhưng sau khi nổi tiếng, Hoài Lâm liên tục rơi vào loạt scandal âm ỉ như chuyện yêu đương, hủy show. Dù được Hoài Linh khuyên nhủ nhưng Hoài Lâm vẫn không thay đổi. Quá chán nản và bất lực nên danh hài đã quyết định từ mặt. Trong một cuộc nói chuyện với giới truyền thông, chính Hoài Linh cũng xác nhận không còn đồng hành với Hoài Lâm với lý do có lộc không biết giữ, nói không nghe thì đành chịu. Tuy nhiên, có lẽ ít người nhớ là trước Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng cũng từng xảy ra xích mích với Hoài Linh. Thời mới theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, ca sĩ say tình được Hoài Linh nâng đỡ, hướng cho đường đi đúng đắn và dạy cả cách đối nhân xử thế. Khi trở nên nổi tiếng, Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ quên ơn đàn anh và luôn khẳng định không có Hoài Linh sẽ không có Đàm Vĩnh Hưng của ngày hôm nay. Độ thân thiết của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng đến mức bố mẹ danh hài sinh năm 1969 còn nhận ca sĩ sinh năm 1971 làm con nuôi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, trong giới xôn xao, việc Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh không còn nhìn mặt nhau, nhưng không ai biết lý do cụ thể. Và phải đến năm 2016, trong một chương trình giao lưu, em gái Hoài Linh, ca sĩ hải ngoại Phương Trang mới chính thức tiết lộ nguyên nhân khiến Hoài Linh từ mặt Mr. Đàm. Theo Phương Trang kể, Hoài Linh giận vì Đàm Vĩnh Hưng đưa cô và Dương Triệu Vũ vào showbiz trong khi chưa nhận được sự đồng ý của danh hài. Nguyên nhân tưởng chừng như rất bình thường đó xuất phát từ việc Hoài Linh hoạt động trong nghề lâu năm và không muốn hai đứa em ruột của mình phải chịu vất vả, ồn ào của môi trường hào nhoáng. Sau này, dù Phương Trang và Dương Triệu Vũ được Hoài Linh chấp nhận cho theo đuổi đam mê, song danh hài vẫn chưa thể thân thiết trở lại được với Đàm Vĩnh Hưng. Đầu tháng 11 năm 2017, Hoài Linh vẫn khẳng định với báo giới anh chưa tha thứ cho đàn em vì Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn những thứ lì lợm, anh góp ý không chịu thay đổi. Cuối tháng 4 năm 2018, Dương Triệu Vũ chia sẻ rằng Hoài Linh là người nóng tính nhưng vẫn theo dõi quan tâm đến mọi mối quan hệ xung quanh mình. Về căng thẳng giữa hai đàn anh, Dương Triệu Vũ không muốn can thiệp mà để Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng tự giải quyết. Nhưng đến dịp sinh nhật của mình, Dương Triệu Vũ đã chủ động mời cả hai đến dự để cùng trò chuyện thấu hiểu nhau hơn. Thông tin khá đặc biệt mà Dương Triệu Vũ bật mí đó là dịp Tết Nguyên Đán 2018, Đàm Vĩnh Hưng đến nhà chúc mừng năm mới và vẫn được Hoài Linh lì xì. Đàm Vĩnh Hưng thầm giúp Dương Triệu Vũ thế nào, liên tiếp lôi đàn em vào các vụ scandal và diễn trong show của mình. Đàm Vĩnh Hưng đang dùng tên tuổi của mình để đánh bóng Dương Triệu Vũ. Sau vụ ồn ào tố mẹ khiến mình nay lưng ra trả nợ, Đàm Vĩnh Hưng lại nhanh chóng vướng phải một vụ ồn ào khác với đàn em Dương Triệu Vũ. Cả hai đang vướng phải nghi án yêu đương đồng tính. Tin đồn này bắt nguồn từ việc gần đây Đàm Vĩnh Hưng luôn ấp mở về mối quan hệ với đàn em khiến khán giả tò mò suy đoán. Mọi chuyện bắt đầu từ nụ hôn đầy tai tiếng của cả hai trên sân khấu trong một chương trình âm nhạc. Sau đó Dương Triệu Vũ bất ngờ lại đăng lên mặt báo tỏ tình với đàn anh. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ họ Dương viết Vũ yêu nhạc, yêu phim, yêu hoa, yêu đời và còn nhiều thứ nữa. Tình yêu cũng có nhiều mức độ lắm và đối với anh Hưng thì cũng có thể gọi là tình yêu. Đàm Vĩnh Hưng đã sững cồ lên với Dương Triệu Vũ, nói rằng đàn em đang ngộ nhận. Thậm chí nam ca sĩ trẻ còn phải lên trang cá nhân đính chính rằng những gì anh nói trước đó chỉ là đùa, không phải sự thật. Những tưởng Đàm Vĩnh Hưng sẽ tỏ ra khó chịu ra mặt với đàn em sau khi gây ra vụ việc ồn ào trên, nhưng những phát ngôn về sau của ông Hoàng Nhạc Việt lại hoàn toàn trái ngược với việc anh nổi đoá bắt Dương Triệu Vũ đính chính thông tin. Một trong những bài trả lời phỏng vấn để chứng minh cho khán giả thấy sự đồng cảm, thấu hiểu nhau giữa mình và ông Hoàng Nhạc Việt, Dương Triệu Vũ cho biết: "Tôi với anh Hưng giống như tri kỷ của nhau vậy, chúng tôi hiểu nhau đến từng điểm nhỏ trong cuộc sống, từ âm nhạc đến chia sẻ quan điểm về một việc gì đó, cả hai đều có điểm tương đồng." Nam ca sĩ họ Dương cũng không quên nhấn mạnh, hãy cứ gọi tôi là người yêu, người tình của Đàm Vĩnh Hưng. Ca sĩ trẻ còn khẳng định sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ Đàm Vĩnh Hưng nếu như bị ai đó ăn hiếp. Khác với lần trước, lần này ông Hoàng Nhạc Việt lại đáp trả lại tình cảm của đàn em một cách mạnh mẽ. Giọng ca xin lỗi tình yêu đã công khai khẳng định, tôi không hiểu vì sao, nhưng với tôi, Dương Triệu Vũ là một người không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2017, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ hình ảnh ba mẹ của Dương Triệu Vũ và công khai nhận đây là cha mẹ của mình. Mình cũng có bố mẹ nè nha Dương Triệu Vũ. Dòng trạng thái này của Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ngay sau thời điểm anh ấp mở về việc sắp công khai người yêu trong thời gian sắp tới. Thời điểm này tôi chỉ có thể tiết lộ rằng người yêu tôi vẫn đang hiện diện hàng ngày, có khi rất gần các bạn, nhưng chưa ai phát hiện được.
Chúng tôi đã yêu nhau trước mắt mọi người, nhưng không ai nhận ra được. Hai đứa đang cảm thấy rất thỏa mãn với trò chơi này. Nghe có vẻ rất nguy hiểm, nhưng cực vui và kích thích. Giọng ca xin lỗi tình yêu chia sẻ. Sau sự việc này, nhiều khán giả đồn đoán rằng người tình bí ẩn mà Đàm Vĩnh Hưng đang ấp mở muốn công khai ở đây không ai khác chính là Dương Triệu Vũ. Ngày 4 tháng 3, giọng ca biển tình lại khiến cho khán giả nhấp nhẫm không yên khi chia sẻ hình ảnh mình cùng Dương Triệu Vũ hẹn hò lúc nửa đêm khi xem phim đồng tính. Hơn nữa anh còn ưu ái gọi đàn em là bạn đời. Điều đáng chú ý là sau khi thưởng thức xong bộ phim, Đàm Vĩnh Hưng đã viết một dòng trạng thái khá dài chia sẻ về cảm xúc của mình. Mr. Đàm tỏ ra rất đồng cảm với từng tình tiết, thấu hiểu từng cảm xúc của nhân vật trong phim. Song song với việc thường xuyên lôi kéo Dương Triệu Vũ vào những vụ ồn ào của mình, thì khán giả cũng thường thấy em trai của danh hài Hoài Linh cũng rất hay xuất hiện trong các chương trình live show âm nhạc lớn nhỏ của Mr. Đàm. Ông Hoàng Nhật Việt dường như đang muốn dùng sự ảnh hưởng của mình, sự nổi tiếng của mình để giúp đỡ đàn em PR, quảng cáo hình ảnh, dù là bằng những scandal hay thông qua những sản phẩm âm nhạc chân chính. Có những gì mà Đàm Vĩnh Hưng thể hiện với Dương Triệu Vũ có thể thấy được tình cảm mà anh dành cho bạn đời sâu sắc như thế nào. Hóa ra không chỉ có em trai Hoài Linh dành tình cảm thầm thương trộm nhớ. Có giọng ca biển tình mà ngay cả bản thân anh cũng luôn tồn tại một thứ tình cảm hết sức đặc biệt dành cho Dương Triệu Vũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.